nơi tôi vẫn sống giữa phố xa và có sự trợ giúp của các bạn khi lúc nơi tôi vẫn sống với laptop TV người đi qua nhau trong một tấu hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi những nơi chưa ai tới hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê giờ đây tôi cứ nói bao nỗi buồn rơi ta lo lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai bon bon trên những chuyến xe cứ thấy bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những ôi mơ ngày nắm lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian đặc ba đêm vẫn chưa hết hôm nay tôi mới biết những vách núi treo leo chợ khuya Sapa tỉnh Lai Lang hôm nay tôi mới biết lúa nếp gói cơm lam ngọt thơm hương Tây Bắc hôm nay tôi mới biết mái ngói vách tranh xưa giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn sách ta lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai bon bon trên những chuyến xe cất hết bao nỗi buồn phá không gian giam cầm ta trong những vườn như cánh chim trời phiêu du cùng mây và bay đến những miền đất mới trên cao thật cao nhìn ngắm quê hương tươi đẹp thêm yêu làm sao tìm con đường từng phố phường thêm một lần được đi đến những nơi mình còn chưa qua dù là phố xa hay quên nhà vì còn hoài trong tim những khát khao một ngày không xa rộn ràng thôi thúc trong ta dù cho đến nơi đâu xa vời dù cho bọn ta khắp đất trời bàn chân tôi vẫn sẽ đi hết những nẻo đường Việt Nam dù cho bao lâu tôi vẫn đợi biển xanh cát trắng đó vẫy vời cùng nhau ta đi khám phá những chân trời Việt Nam
xanh cả trăng đó vẫy mời, cùng nhau ta đi khám phá những chân trời. Dù cho đến nơi đâu xa vời, dù cho bốn ba khắp đất trời, bàn chân tôi vẫn sẽ đi hết những nẻo đường biên.